Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều hôm qua 29 tháng 9 tại tỉnh Thái Nguyên, Văn phòng Chính phủ Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến thúc đẩy thực hiện quyết định số 06 ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với 46 điểm cầu công an các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ ngành Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu tỉnh An Giang có Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, cùng các phòng nghiệp vụ, các sở ban ngành và lãnh đạo công an 11 huyện, thị xã, thành phố. Sau khi nghe đại diện các tỉnh, thành phố và bộ ngành Trung ương phát biểu ý kiến về việc thực hiện đề án số 06, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương, ghi nhận các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ đã thực hiện có kết quả nhiều nội dung của đề án số 06 và chỉ đạo của Thủ tướng thời gian qua. Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, các bộ ngành địa phương phải có hướng dẫn chỉ đạo cụ thể để đẩy mạnh thực hiện đề án số 06 cho phù hợp với các quy định của pháp luật, nhất là một số quy định của luật cư trú có hiệu lực thời gian tới, trong đó khẩn trương thực hiện việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, tài khoản định danh cá nhân gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý. Phó Thủ tướng yêu cầu các ngành công an, tư pháp và y tế cần tăng cường thực hiện kết nối liên thông để giải quyết công việc của người dân một cách thuận lợi, tiết kiệm thời gian, các khoản thu chi của hệ thống trường học, các khoản chi từ ngân sách nhà nước, nhất là các khoản chi cho an sinh xã hội, cần thực hiện thông qua các loại tài khoản của người dân cho nhanh chóng, thuận lợi, quyết tâm thực hiện đúng thời gian, từng nội dung công việc để tạo cơ sở cho các bước tiếp theo, hoàn thành đúng tiến độ. Để việc thực hiện có hiệu quả, đề án số 06, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hưởng ứng thực hiện.